Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại núi Cát Hai theo cái cách gọi của người địa phương nhé. Chứ còn tên chính thức thì cái ngọn núi này là núi gì không biết. Phía sau lưng đó là núi Cát Hai. Sở dĩ người ta gọi đây là núi Cát Hai bởi vì ở đây nó có một cái tảng đá với hình thù của cái mỏ chim cát. Và bên cạnh đó là nó có luôn cả một tảng đá với hình dáng của một vị sư. Theo đồn đoán đồn thổi, người ta cho rằng đây là cái tảng đá này là đại diện cho vị sư. Và thời gian gần đây thì người ta đến đây tham quan cũng tương đối đông. Chính vì vậy hôm nay nhân dịp mình đi An Giang, mình ghé qua đây trước là tham quan thăm viếng và bên cạnh đó là tìm hiểu xem nó có những cái tảng đá như là đồn thổi hay không nha. Đây, phía sau lưng mình, phía bên tay phải đây là núi Cát Hai. Bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đi lên đó tham quan nha. Cái ngọn núi này cũng không cao lắm, nó cao khoảng chừng 50 mét thôi, chứ cũng không cao lắm đâu. Ngọn núi này nhỏ thôi, nó nằm liền kề với núi Két, thấy không? Nào, bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đi lên. Đây là đường chúng ta đi lên ông Cát Hai nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục đi lên nha. Thì cái ngọn núi này nó cũng không cao lắm nha các bạn. Độ chừng khoảng vài chục mét thôi, chứ cũng không có cao. Đây chúng ta nhìn lại ở phía dưới chân núi. Gọi là núi Cát Hai, theo mình nghĩ là do người địa phương người ta đặt cái tên vậy thôi. Các bạn nhìn cái quang cảnh của núi Cát Hai nè. Thì núi Cát Hai này là cái tên gọi mà do người dân địa phương ở đây người ta đặt thôi, theo mình nghĩ là vậy. Thì cái ngọn núi này nó cũng không to, không cao lắm các bạn. Cái độ cao của nó mình độ chừng vào khoảng 50-60 mét gì thôi. Trong cái thời gian vừa qua đó, người ta đồn thổi ở trên đây có một tảng đá có hình dáng của một vị sư. Thì hôm nay mình đi lên đây tham quan xem coi có thật sự là như vậy không nhé. Ở đây có một cái lõm thế này nè các bạn, cũng giống như là một cái giếng nước vậy thôi. Ở trên đây thì gió rất mát các bạn. Đứng từ cái vị trí lưng chừng núi này, mình vẫn thấy được khu dân cư ở một cái xã thuộc huyện Nhà Bàng nè các bạn. Còn đây là cái đoạn đường mà lúc nãy mình mới vừa đi qua. Thì đó là ở trên cái đỉnh núi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi lên thăm viếng ở trên cái đỉnh núi Cát Hai này nha. Ở đây người ta đều gắn những cái bảng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó các bạn. Đứng ở vị trí này mình vẫn quan sát và thấy ở phía đằng xa đó các bạn, phía trước mặt các bạn đó là núi Cấm, nằm trong dãy núi Thất Sơn đây. Đây là đỉnh núi Cát Hai. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đi lên nha. Và ở dưới lưng chừng của cái ngọn núi này nó có một cái hang nơi thờ Phật Quan Âm. Thì tí nữa chúng ta sau khi mà tham quan khu vực này rồi thì mình sẽ xuống đó tham quan viếng bái nha.
Đây, các bạn nhìn này, phía trước mặt các bạn đó là núi Két. Thì cái ngọn núi Két 2 này nó nằm liền kề với núi Két nhé các bạn. Mình đi vòng qua một vòng nha. Còn đây là trên đỉnh của núi Két 2. Xin chào các bạn, hiện bây giờ mình đang đứng ở tại một cái ngọn núi. Ngọn núi này cũng nhỏ thôi mà theo như người dân địa phương người ta gọi đây là núi Két 2. Lý do tại sao người ta gọi là núi Két 2 vì nơi đây trên cái đỉnh núi này nó cũng có một cái mỏ ong két với hình dáng của một cái đầu con két. Và cái quan trọng hôm nay mình tới đây là theo đồn thổi thì ở đây nó có một tảng đá với hình tượng của một vị sư ẩn tu. Thì đây, phía bên tay phải mình đây. Đây, các bạn nhìn thấy nè, phía bên tay phải ở đằng sau lưng mình ở hơi xa xa đó. Nhìn vào màn hình thì mình thấy nó xa nhưng mà thực tế ở đây thì nó cách khoảng chừng 100 mét thôi. Đó là một cái khối đá với hình dáng của một vị sư. Mà người ta nói vui là đây có thể là cái tảng đá với hình của thầy Thích Minh Tuệ. Và hôm nay mình mời các bạn chúng ta cùng đi tham quan cái trên cái ngọn núi này xem như thế nào, mà thời gian gần đây người ta đồn thổi cũng hơi nhiều về cái ngọn núi này. Và bên cạnh đó ở trên cái ngọn núi này nó nhỏ thôi, nó cũng cái diện tích cũng không rộng lắm, thì ngoài có cái đầu của con két và phía xa là cái tảng đá với hình dáng thân người và đầu người. Thì ở đây nó cũng có một cái hang động. Tuy nhiên cái hang động này cũng nhỏ thôi, và trong cái hang động này người ta cũng thờ những vị thần núi rồi Phật Quan Âm. Rồi bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đi một vòng tham quan cũng như là viếng bái nha. Và hiện tại giờ mình đang đứng ở trên đỉnh núi Két 2. Đây các bạn nhìn đây, ở trên cái đỉnh núi này có ba cái hòn đá cũng khá to đấy. Và bên cạnh đó có một khối đá mang hình tượng đầu của một con két. Đó các bạn nhìn thấy không? Đây cái chiếc mỏ của nó, của đầu két đây. Chính vì vậy người dân ở đây người ta gọi đây là núi Két 2. Thì cái núi Két 2 này cái vị trí nằm cũng không xa với núi ông két lắm các bạn. Và cái điều đặc biệt theo đồn thổi thì hiện bây giờ ở đây nó có một khối đá hình đầu người mà người ta cho rằng đó là cái hình tượng của một vị sư ẩn tu. Đây trước mặt các bạn đây. Trước mặt các bạn đó là một cái khối đá. Chúng ta nhìn vào màn hình thì thấy nó nhỏ nhưng mà thực tế bên ngoài nó cũng rất to nha các bạn. Cái khoảng cách từ đỉnh núi Cấm 2 đến vị trí của tảng đá có hình người này khoảng vài chục mét thôi, khoảng chừng 100 mét thôi. Còn ở phía xa đó là núi Két đó các bạn. Đứng từ vị trí này là chúng ta thấy luôn cả cái đầu của ông Két. Và ở phía bên phải ở xa đó là khối đá với hình dáng hình tượng của một vị sư. Trên đỉnh của cái núi đây. Chúng ta sẽ lòn vào đây và đi vòng qua đây nhé. Đi vòng qua đây. Dưới này là cái vực thẳm nha các bạn. Khi chúng ta đi lên đây thì mình cũng cẩn thận tí xíu. Đây là trên cái đỉnh núi Két 2.
dài xuống lưng chừng núi, ghé qua viếng bái trong một cái hang động nhỏ nha, cái hang nhỏ thôi. Ở đó có thờ Sơn Thần, Phật Bà, Quan Âm là những người khuất mặt khuất mày. Đây là đường chúng ta đi trở xuống nha. Thì cái hang này nó sẽ nằm ở lưng chừng núi. Ở đây cây cối rậm rạp đó các bạn. Đây, trước mặt các bạn, đó là đường để mà đi xuống hang động nhỏ. Cái hang này thì có tên gọi là gì thì hiện bây giờ cũng chưa có tên đâu. Nhưng mà ở đây người ta cũng vẫn đặt những cái tượng thờ ở trong cái hang đó. Chúng ta đến đó nha. Đây các bạn nhìn thấy nè, có người người ta đến để cúng bái đây. Đây là cái con đường mà lúc nãy mình từ trên đỉnh núi mình đi xuống nha. Thì đây trước mặt các bạn đó là cái đường đi vào cái hang. Và hôm nay thấy cũng có một số người người ta tới người ta cúng bái đây. Rồi bây giờ chúng ta đi vào hang này để viếng bái những vị thần được thờ ở đây nha. Thì mình đi bên hông cái ngọn núi này. Ở trên đây là cái đỉnh núi. Đó, trước mặt các bạn đó là cái cửa đi vào. Rồi, chúng ta đi vào viếng bái nha. Và khi đi vào đây mình phải bỏ dép giày ra ngoài. Ngoài ra là phải sử dụng đèn. Đây là cái cửa đi vào hang. Đây người ta có lập những cái bàn thờ và trên đó là ghi cái này là chữ Hán Nôm quá mình đọc không hiểu, và ở đây người ta cũng có lót vài miếng gạch nè để cho những người tín ngưỡng người ta đến đây cúng bái. Và đây là người ta thờ đường Tam Tạng, còn phía xa đó là thờ Phật Quan Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn đây là cái cửa hang mà mình mới vừa chui vào đó các bạn. Chúng ta tiếp tục đi qua phía bên sâu vô bên trong coi đi đâu nữa nha. Và cái hang này cái độ cao rất thấp nha các bạn, nó khoảng chừng 5 tấc thôi. Mình phải khum xuống chứ mình không thể nào mà đi bình thường được nha. Và đây là có cái đường chúng ta đi ra nè các bạn. Nhưng mà cái đường này nhỏ quá, chu ra qua rất là khó. Ở trên là cái khối đá khổng lồ nha. Chiều đây thì chỉ có bò thôi nha các bạn, chứ không có đi được nha. Đây là cái cửa hang lúc nãy chúng ta đã đi vào. Bây giờ mình nhìn lại một lần nữa cái khu vực cái hang này nha. Rồi, chúng ta đi cho ra. Giờ mình đã ra tới cái hang rồi đó các bạn. Chúng ta nhìn lại cái cửa hang mà lúc nãy mình vừa chui vào đó để viếng bái nha. Đi ra khỏi cửa hang thì mình phải lòn qua cái khối đá lớn này nha các bạn. Lòn qua cái khối đá lớn này thì mình mới đi trở xuống được. Núi Két Hai này cảnh quan cũng rất đẹp ha các bạn. Rồi bây giờ mình đi dần dần trở xuống. Đây là cái lối mòn
cái đường mà lúc nãy mình vừa đi lên. Ở đây nó còn hoang sơ lắm các bạn, thành ra cây cối nó cũng còn rất tùm. Vì nãy giờ mình cũng đã đi một vòng tham quan núi Cát Hai rồi, thì có lẽ là video của mình đến đây xin tạm dừng. Hẹn các bạn trong video lần sau nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.